Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối thứ năm, ngày 30 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Bắc Cạn. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ kinh doanh du lịch cộng đồng tại Nam Mẫu. Hiệu quả mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ. Thưa quý vị, sáng nay Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Cạn có đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. 10 năm trước, tại hội nghị Trung ương 5 khóa 11 vào tháng 5 năm 2012, Ban chấp hành Trung ương đã quyết định chủ trương thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do đồng chí Tổng Bí thư làm trưởng ban. Trong 10 năm qua, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên cả nước đã có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cũng như phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Trong 10 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cả nước đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 ủy viên Trung ương và nguyên ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng. Cả nước đã khởi tố, điều tra hơn 19.500 vụ án, gần 33.900 bị can về tội tham nhũng. Cùng với đó, công tác xây dựng hoàn thiện thể chế của Đảng, Nhà nước về xây dựng Đảng, quản lý kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng tiêu cực được đẩy mạnh, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng tiêu cực. Nhận thức và sự đồng thuận trong xã hội cũng như hiệu quả hoạt động và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng về phòng chống tham nhũng tiêu cực được nâng cao. Mặc dù đạt những kết quả nổi bật, những công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua vẫn còn những hạn chế như công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng tiêu cực chưa được quan tâm đúng mức, cơ chế chính sách pháp luật trên một số lĩnh vực còn sơ hở, bất cập, dễ bị lợi dụng để tham nhũng tiêu cực. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp, cơ chế kiểm soát quyền lực chưa đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Đây cũng là những vấn đề được hội nghị đưa ra và xác định rõ những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chưa bao giờ cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực được thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt, bài bản, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước như thời gian qua. Mặc dù vậy, công tác này vẫn còn một số hạn chế cần phải tập trung khắc phục. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng tham nhũng tiêu cực vẫn là một trong những kẻ thù hung ác, nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Chính vì vậy, cần thực hiện tốt hơn nữa, yêu cầu cao hơn nữa, quyết liệt hơn nữa. Trong đó yếu tố đầu tiên là cần phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng của công tác này. Để có quyết tâm chính trị cao, biện pháp phù hợp, phải có thái độ kiên quyết, không khoan nhượng, hành động quyết liệt, hiệu quả. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về những yếu kém, sai phạm về tham nhũng trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Người được giao chức vụ quyền hạn phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa, đồng thời có cơ chế giám sát việc thực thi quyền lực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, phòng chống tham nhũng tiêu cực chính là phòng chống giặc nội xâm, cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của quần chúng nhân dân trong công tác này. Cần xây dựng cơ chế, quy định để không dám tham nhũng, không cần tham nhũng. Tuyên truyền tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Trước hết là sự gương mẫu quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị. Phải rèn luyện đức tính liêm khiết, xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong đội ngũ cán bộ, công chức. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, điều tra, kiểm toán. Đấu tranh chống tham nhũng gắn với chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Phát huy vai trò giám sát trong thực thi quyền lực để ngăn chặn tham nhũng tiêu cực. Xây dựng hoàn thiện cơ chế, quy định, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thật sự có bản lĩnh, trong sạch, thực sự liêm chính.
Thưa quý vị, chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Bắc Cạn. Đồng chí Hoàng Duy Trinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Bắc Cạn chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Bắc Cạn được thành lập gồm có 15 thành viên do đồng chí Hoàng Duy Trinh, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban chỉ đạo. Về thành lập ban chỉ đạo này của tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ từ trung ương đến địa phương về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Trinh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh đã nhấn mạnh lại tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng và trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực là trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt và khẳng định sự quyết tâm của Đảng bộ tỉnh Bắc Cạn đối với công tác này. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ, phòng chống tham nhũng tiêu cực là công việc khó, nhạy cảm, đòi hỏi sự quyết tâm chính trị rất cao, trước hết là của từng thành viên ban chỉ đạo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ban chỉ đạo cũng như từng thành viên ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Bắc Cạn phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nỗ lực nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật, tích cực tham mưu để thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh. Ngay sau lễ công bố, đồng chí Hoàng Duy Trinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Bắc Cạn đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh để bàn bạc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo trong thời gian tới. Tại phiên họp này, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Bắc Cạn đã xem xét, góp ý vào dự thảo quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo và chương trình công tác năm 2022. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Trinh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, đề nghị cơ quan thường trực ban chỉ đạo là Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các thành viên, hoàn thiện quy chế làm việc cũng như phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Bắc Cạn. Đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, xem xét tham mưu đưa các vụ án, vụ việc mà dư luận quan tâm vào diện theo dõi chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các thành viên ban chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các hướng dẫn, quy định của Trung ương để tham mưu thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Bắc Cạn ngày càng trong sạch, vững mạnh. Sáng nay, Hội chữ thập đỏ tỉnh Bắc Cạn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự có các đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội chữ thập đỏ tỉnh Bắc Cạn, Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ tỉnh Bắc Cạn được triển khai toàn diện và hiệu quả, với tổng giá trị hoạt động của hội đạt trên 51 tỷ đồng. Trong đó có 560 địa chỉ nhân đạo được giúp đỡ, hơn 33.000 suất quà được trao trực tiếp cho các đối tượng nghèo khó khăn, vượt trên 150% kế hoạch. Dự án Ngân hàng Bò lan tỏa sâu rộng, phong trào hiến máu tình nguyện thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị Hội chữ thập đỏ tiếp tục quán triệt, thực hiện chỉ thị số 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội chữ thập đỏ Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nhân đạo, tăng cường thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân đạo, thu hút nguồn lực của các cá nhân tổ chức ngoài tỉnh đối với các hoạt động nhân đạo của tỉnh. Tại đại hội, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh được suy tôn giữ chức Chủ tịch danh dự của Hội chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Nguyễn Văn Cường tái cử giữ chức Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh khóa 5. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ dân kinh doanh hoạt động du lịch cộng đồng tại các thôn Cốc Tập, Bó Lù, Bản Cám, Bác Ngòi, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể. Dự hội nghị có các đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Tại hội nghị đối thoại, sau khi được nghe giới thiệu về tầm quan trọng của việc bảo tồn không gian, giá trị văn hóa truyền thống, giữ gìn kiến trúc cảnh quan trong xây dựng, thiết kế kiến trúc gắn với phát triển du lịch bền vững, một số giải pháp khôi phục và phát triển hoạt động du lịch cộng đồng, mẫu thiết kế kiến trúc trong xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ cho các hộ dân sinh sống và hoạt động kinh doanh du lịch cộng đồng, đại diện các thôn Bó Lù, Cốc Tộc, Bác Ngòi, Bản Cám đã đề xuất nhiều vấn đề, trong đó trọng tâm là cần có phương án bảo đảm vệ sinh tại đầu nguồn các con sông, suối, chảy vào hồ Ba Bể. Sớm xây dựng nâng cấp hệ thống giao thông và hệ thống thu gom nước thải cho các hộ dân sống ven hồ. Cải tạo nâng cấp hệ thống nhà vệ sinh tại các điểm dừng nghỉ, khu vực các bến xuồng, xây dựng trung tâm thông tin du lịch. Lắp đặt các biển chỉ dẫn đi các điểm du lịch tại các ngã tư đường vòng hồ. Ngoài ra, một số người dân cũng đề nghị tỉnh cần có chính sách ưu đãi cho các hộ vay vốn làm du lịch, nâng giá vé xuồng đi tham quan vòng hồ, bởi hiện nay giá xăng dầu đang tăng cao. Để du lịch cộng đồng ở Nam Mẫu phát triển, nhiều ý kiến cũng cho rằng tỉnh cần có chính sách bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cư dân vùng hồ, có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch, đồng thời có quy hoạch kiến trúc cụ thể về nhà ở cho các hộ dân. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Quang Tuyên nhấn mạnh, đây là hội nghị rất quan trọng nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân trong việc bảo tồn, giữ gìn kiến trúc, vệ sinh môi trường, cảnh quan, các giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc, không gian truyền thống trong phát triển du lịch, đồng thời nâng cao các kỹ năng trong hoạt động phục vụ du lịch. Cùng với việc tiếp thu các ý kiến của người dân và các chuyên gia, đồng chí cũng thông tin thêm tới người dân về định hướng quy hoạch và phát triển du lịch Ba Bể trong thời gian tới. Các chương trình dự án sẽ được đầu tư cho hồ Ba Bể. Quan điểm của tỉnh là sẽ dồn lực để phát triển du lịch Ba Bể tương xứng với tiềm năng, trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Vì thế, đồng chí cũng mong muốn người dân đồng thuận và thực hiện tốt theo các chủ trương chính sách phát triển du lịch của tỉnh. Sáng 30 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lễ ra mắt Đại đội Dân quân Pháo binh và Đại đội Pháo phòng không. Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã công bố quyết định của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc thành lập Đại đội Dân quân Pháo binh 76,2mm và Đại đội Pháo phòng không 37mm. Quyết định bổ nhiệm cán bộ Ban Chỉ huy Đại đội, cán bộ Trung đội, Khẩu đội trưởng, Tiểu đội trưởng thuộc Đại đội Dân quân Pháo binh 76,2mm. và Đại đội Pháo phòng không 37mm, cùng với việc nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện, hoạt động theo quy định. Các đại đội sau khi được thành lập sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân về công tác quốc phòng quân sự địa phương nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, tích cực tự giác tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ nói chung và lực lượng dân quân pháo binh, pháo phòng không nói riêng vững mạnh về mọi mặt. Làm tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân theo phương châm vững mạnh rộng khắp, thường xuyên củng cố kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự Đại đội, Chỉ huy Trung đội, Khẩu đội, Tiểu đội đủ về số lượng, chất lượng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao Phòng Tham mưu trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động của Đại đội Dân quân Pháo binh, Phòng không, tham mưu bảo đảm ngân sách theo quy định của Luật Dân quân tự vệ và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh cho các hoạt động của lực lượng dân quân theo Luật Dân quân tự vệ và các văn bản thi hành luật. Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng công an toàn tỉnh chủ động triển khai các mặt công tác theo chủ trương, thích ứng, linh hoạt, an toàn với dịch bệnh COVID-19, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định. Những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự được phát hiện và giải quyết kịp thời. Công an tỉnh đã hoàn thành và vượt 58 trên 80 chỉ tiêu được Bộ Công an giao. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 87,6%, vượt 7,6% so với chỉ tiêu đề ra. Công tác cải cách thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra, thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Chiều ngày 29 tháng 6, huyện ủy Ngân Sơn đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, với sự tập trung nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, tình hình kinh tế xã hội của huyện phát triển ổn định. Diện tích gieo trồng lúa vụ xuân vượt kế hoạch đề ra, công tác trồng rừng khắc phục diện tích trồng rừng không thành rừng được quan tâm chỉ đạo ngay từ đầu năm.
chỉ tiêu tuyển quân đạt 100% kế hoạch. Công tác an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Công tác cải cách hành chính được tăng cường. Công tác triển khai phòng chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiện hiệu quả và kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng đảng được coi trọng. Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12-13 gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, huyện Ngân Sơn sẽ tập trung khắc phục các tồn tại hạn chế, tổ chức rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp thiết thực để chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết năm 2022, tập trung thực hiện các giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách, tận thu các nguồn thu trên địa bàn, đảm bảo thu đạt chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường trên địa bàn huyện, tăng cường kiểm tra xử lý việc khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện. Thưa quý vị, từ nguồn vốn của Nghị định số 35 ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về việc quản lý sử dụng đất trồng lúa năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao cho Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật và Quản lý Chất lượng triển khai mô hình liên kết sản xuất lúa chất lượng theo hướng hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm năm 2022 tại các huyện Chợ Đồn, Ba Bể và Ngân Sơn. Thông qua mô hình nhằm giúp người dân làm quen với các yêu cầu kỹ thuật sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong vụ xuân năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai được 2 mô hình sản xuất lúa hữu cơ tại các xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn và Hải Hiệu, huyện Ba Bể với tổng diện tích 34 ha và 214 hộ dân tham gia. Tại xã Yên Phong, mô hình trồng lúa J02 được triển khai với diện tích là 17,2 ha một vụ. Mô hình sử dụng phân bón là lân nung chảy và phân hữu cơ khoáng Quế Lâm, không phun thuốc bảo vệ thực vật, có nguồn gốc hóa học. Qua đánh giá, đến nay mô hình đạt được kết quả tốt. Gia đình tôi là tham gia 3 bung lúa theo kỹ thuật SRI, chỉ bón phân lân nung chảy, phân hữu cơ. Trước ấy thì bón phân vô cơ thì cây lúa không phát triển đều như cái này đâu. Bông lúa nó không to, cây lúa nó đẻ nhánh nhưng không có cái bông hữu hiệu như cái này. Tại xã Hải Hiệu, huyện Ba Bể, hợp tác xã dịch vụ du lịch Lủng Tráng Hải Hiệu và 101 hộ là thành viên liên kết đã tham gia thực hiện mô hình với diện tích là 16,8 ha. Các hộ dân được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ 70% lượng thóc giống J02, 70% phân bón, chế phẩm vi sinh và thuốc bảo vệ thực vật được phép cho sản xuất lúa hữu cơ. Hơn nữa, toàn bộ thóc của mô hình được doanh nghiệp cam kết thu mua theo giá thị trường, nhưng không thấp hơn 6.000 đồng một kg thóc tươi. Vì vậy, bà con đều yên tâm về đầu ra của sản phẩm. Tham gia cái mô hình này vì lợi ích là, đầu tiên là gia đình tôi được ăn gạo sạch. Thứ hai là trồng lúa không dùng hóa chất độc hại thì đất nước không bị ô nhiễm và chúng ta sẽ sống khỏe. Mạnh hơn. Tham gia mô hình này và đã được đăng ký bao tiêu sản phẩm nên là thóc gạo bán cũng giá hơn. Để các mô hình trồng lúa chất lượng cao đạt kết quả cao, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã tham gia mô hình, tiến hành khảo sát, lựa chọn địa điểm, hợp tác xã, chọn hộ dân tham gia. Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật canh tác lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ, cấp phát vật tư nông nghiệp và hướng dẫn nông dân thực hiện theo đúng kỹ thuật được tập huấn. Hướng dẫn giám sát nông dân tham gia mô hình thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại theo quy trình sản xuất lúa hữu cơ. Thông qua cái chương trình này thì cán bộ kỹ thuật của chi cục đã tham gia tập huấn với bà con nông dân về các quy trình sản xuất theo cái tiêu chuẩn hữu cơ. Rồi là bà con trong quá trình thực hiện đã tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy trình và sản xuất. Lúa theo cái tiêu chuẩn hữu cơ với cái các quy trình sản xuất theo cái tiêu chuẩn hướng hữu cơ và cái vụ xuân này thì chi cục sẽ thực hiện cái việc cấp cái chứng nhận sản xuất theo đạt cái an toàn thực phẩm. Qua đánh giá tại hội thảo vừa qua, mô hình lúa sản xuất theo hướng hữu cơ đạt năng suất trung bình từ 7,6 đến 8 tấn một hecta thóc tươi. Toàn bộ số thóc này sẽ được doanh nghiệp tư nhân kinh doanh giống cây trồng Quốc Anh thu mua. Từ thành công của các mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ ở xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn và xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể trong vụ xuân 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình ra các địa phương trên địa bàn tỉnh, đồng thời hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm nhằm giúp người dân yên tâm sản xuất,
từng bước tạo ra sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm và đạt các tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu của các thị trường lớn. Thưa quý vị, sáng nay Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Cán bộ tham gia tập huấn được lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ thi, quy chế và những điểm mới về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Một số nội dung quan trọng trong công tác tổ chức thi, coi thi, trách nhiệm của trưởng điểm thi, các quy định về số báo xanh, sử dụng đề thi tại phòng thi, thu bài thi, xử lý các tình huống bất thường xảy ra. Bên cạnh đó, hướng dẫn về công tác đảm bảo an ninh tại các điểm thi, nhất là việc chống gian lận, tiêu cực, làm lộ đề thi. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn.